Quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm để gửi tặng đến tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình tiếp tục đi tô mò nhé các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh rồi. Bạn thấy đẹp hay cho mình xin lượng like lượng đăng ký kênh. Các bạn rất là nhiều.
Tôi làm đánh cho mùa xong các bạn thấy tôi một đẹp thế hay không? Xin like, đăng ký kênh, chào tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách tô màu nha. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào bạn nha. Mình sẽ đưa chi tiết tô màu nha các bạn. Thôi nhiều quá giờ đang quen xem rồi. Đấy. Mẹ mai sẽ làm 10 phút rồi nhá. Ok, hôm nay sẽ làm 30 phút rồi đấy, lỡ nè. Mai thì mai công đi làm. Sẽ làm ít thì là sẽ làm ít, sẽ làm nhiều thôi làm. Không, nghe cái đấy em hứng làm. Cái đấy em không kêu ca đâu. Bình thường thôi. Thở ra là mới cho anh ngừng mẹ thở luôn cũng được. Cái thường nó vừa được. À. Cái gãy cái. Đấy là điểm đấy. Đấy là điểm đấy con lợn nè. Mình xin phép các bạn cho mình đi gọt bún nha. Trò mình cứ cứ gọt. Mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình các bạn. Các bạn đã đẹp cho mình xin được like luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều của mình. Cho thằng nó cứ không đấy là quả bão đấy vậy chưa quả bão phải nhận đấy lấy tè lướt lướt được nó rất tè xem nó cứ lung này không đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi quá trình của mình tô màu nhé. Cảm ơn các bạn. Giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. Đặt bút ra như vừa mạnh này được này, cho nó hẳn vào trong hình được.
Như vậy là sản phẩm tô màu của mình xong nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì đẹp cho mình like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.